Vả Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ tại thành Lida. Tại đó Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ene, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói với người rằng: Hỡi Ene, Đức Chúa Giêsu Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì người vùng chờ dậy. Hết thảy dân ở Lida và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Giô-pê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca. Người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó người đau và chết, người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở lại thành Lida, gần thành Giô-pê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngồi lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngồi rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn say lại với cái xác mà rằng: Hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy, đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-pê nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giô-pê nhiều ngày tại nhà người thợ thuộc gia tên là Simon.